Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo hôm 31 tháng 10 cho biết Moscow tập kích cơ sở hạ tầng của Ukraine và quyết định ngừng tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc để đáp trả việc hạm đội Biển Đen bị lực lượng Kiev tấn công. Ông Putin tuyên bố, đó không phải là tất cả những gì chúng tôi có thể làm. Đồng thời, ông cũng cảnh báo Moscow có thể hành động nhiều hơn nữa. Trong ngày 31 tháng 10, Nga đã phóng tên lửa vào nhiều mục tiêu khắp Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của nước này đã tấn công hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine với độ chính xác cao. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 31 tháng 10 cũng thông báo các lực lượng Nga đã bắn phá cơ sở hạ tầng ở ít nhất 6 khu vực của Ukraine. Quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 44 trong tổng số 50 tên lửa của Nga. Tuy nhiên, chính quyền thủ đô Kiev cho biết các cuộc tấn công khiến 80% người dân nơi đây không có nước sinh hoạt. Cũng theo phía Ukraine, cuộc tấn công mới nhất đã khiến 13 người bị thương. Theo Thủ tướng Ukraine Denis Mihan, 18 mục tiêu, chủ yếu là cơ sở hạ tầng năng lượng tại 10 khu vực của Ukraine đã bị Nga tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV trong ngày 31 tháng 10. Trong họp báo ngày 31 tháng 10, Tổng thống Putin nói các thiết bị bay không người lái Ukraine đã sử dụng cùng hành lang biển mà các tàu chở ngũ cốc phải đi qua theo thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Kiev không nhận trách nhiệm về vụ tấn công và phủ nhận việc sử dụng hành lang an ninh của chương trình ngũ cốc cho các mục đích quân sự. Liên Hợp Quốc cũng cho biết không có tàu chở ngũ cốc nào di chuyển trên Biển Đen vào ngày 29 tháng 10. Trước đó, Moscow ngày 29 tháng 10 tuyên bố rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc, cáo buộc Ukraine sử dụng thiết bị bay và thuyền không người lái tấn công các tàu thuyền ở cảng Sevastopol ở Crimea. Tổng thống Putin cho rằng quyết định này của Moscow là để đảm bảo an ninh cho các tàu dân sự và tàu tiếp tế của Nga. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.